Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua Dodge Bay, mang thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu Petroline đến từ thương hiệu Mỹ. Thì những các bác đạp xe đạp lâu năm thì không còn gì xa lạ đối với những mẫu xe đạp và Petroline rồi, một trong những dòng thương hiệu xe đạp thể thao lớn trên toàn thế giới. Và lần này em về một chiếc tông màu đỏ đen, model Ali. Và bây giờ xin vào máy đã tổ để giới chiếc xe. Vâng, xin cùng mình với bác đây là cái mẫu Petroline, model Ali, dành cho bác ưa thích những dòng xe đạp thể thao thương hiệu lớn. Khung nhôm aluminium. Tông màu chủ đạo là tông màu đen trên khung xe. Điểm nhấn là thương hiệu của xe Petroline trên khung. Ở đây bên dưới khung xe thì có mã vạch và chính hãng của dòng xe và cái model của xe Petroline. Còn nguyên bản trên khung xe. Dành cho bác ưa thích những gam màu tối. Một trong những cái dòng xe đạp thể thao ưa chuộng, thương hiệu lớn. Thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bác. Petroline. Khung nhôm bối hàn rất là đẹp, rất là tỏ gọn. Những khớp lối với hàn của khung xe. Xe còn rất là đẹp các nhá. Bên dưới khung xe người ta đã dán một miếng đề can. Đề can nổi chống xước cho cái bộ trung bình dưới để có đập xích xe. Các sụt lai. Khung nhôm aluminium, khung nhôm sơn nhà. Cần cho bác tôi thích những tông màu tối, màu đỏ đen. Cổ phốt ghi đông của Petroline. Chính hãng nguyên bản của xe. Xe trang bị với bộ tay lắc chính hãng Shimano Sora. Bên phải trang bị với chính hãng tay lắc Sora như từng đĩa. Sử dụng bộ phanh ba mảnh chính hãng của Acid. Phanh Acid nhé. Tuyệt đối là an toàn. Càng carbon. Tông màu đỏ phát rây carbon chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer acid vành acid sport vành nhôm hai lớp lốp chính hãng nguyên bản theo xe, lốp của Petroline luôn nhé, lốp của Petroline. Lốp nguyên bản theo xe luôn. Kích thước lốp 700x25C. Dưới khung ngầm dưới xe cũng có mã QR code chính hãng của Petroline. Cọc yên nhôm nguyên bản theo xe. Yên nguyên bản theo xe cũng là tông màu đỏ đen. Bồi đĩa Sora, Shimano Sora. Bồi đĩa sau là của Shimano Sora. Mayer sau là Mayer Acid. Vành cũng là vành Acid luôn. Và nhôm hai lớp nguyên bản theo xe. Và bây giờ chúng ta chờ con đứng của khung xe. Chờ con đứng của khung xe là size 47. Chiều ngang khung là size
48. Giờ size S thì các bác cần dùng S6 đến trên 1m7 như vừa. Bây giờ xin mời chi tiết hoạt động xích clip còn rất là mới nhá. Lên clip em. Xuống clip. Bên phải em là đùi đĩa xô ra. Gạt đĩa xô ra, xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc thương hiệu Castle Line, thương hiệu đến từ Mỹ. Model của xe là model Alice. Khung nhôm càng carbon, xe còn rất là mới. Sử dụng group Shimano Sora. Và xe giá rất tốt bên em là 12.800.000. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có tàu quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709943. Hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký theo kênh và hẹn gặp lại trên ngày mai.